Hello, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Tara cùng với đoàn nhà đầu tư, đặc biệt đứng bên Tara, người mà chắc nếu như các bạn theo dõi trên các mạng xã hội thì anh ấy cũng là một chuyên gia kỹ thuật về nông nghiệp, đặc biệt đó là liên quan đến cái cây sầu riêng. Thì các bạn có nhận ra là ai không ạ? Không đúng không ạ? Không sao được đúng không ạ? Đây là kỹ sư Viễn. Ngày hôm nay Tara có mời kỹ sư Viễn đến vùng trồng ở Phú Yên, nơi mà bên Vimifarm đang tạo ra giống cây sầu riêng Musa King. Thì các bạn biết rằng là Musa King là giống cây sầu riêng mới ở tại thị trường Việt Nam, cho một cái trái rất là ngon, sẽ tạo nên được một cái giá trị kinh tế khác biệt đối với những giống cây khác. Thì anh Viễn có thể chia sẻ cho mọi người biết được rằng là với anh là một cái người mà chuyên chăm sóc về cây sầu riêng, thì anh thấy cái giống cây sầu riêng Musa King được nuôi trồng ở vườn cây Phú Yên của Vimifarm như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho mọi người không ạ? Cái đầu tiên mà khi mà chúng ta bước vào mà thấy cái giai đoạn mà chúng ta thấy kiến thiết, thật sự là chúng ta thấy ngay hàng thẳng lối, có mã QR để chết mã QR nó rất là bài bản cụ thể 4.0. Đầu tiên đó là cái sự ấn tượng. Và cái tiếp theo thì khi mà mình nhìn vào cái vườn, mọi người có thể nhìn thấy là ở dưới là hoàn toàn là đang nuôi cỏ luôn. Chúng ta đang theo một cái quy trình đó là hữu cơ hoàn toàn. Có nhiều người mới thắc mắc vậy để cỏ nó có ăn phân hay không. Nhưng mà thực tế cỏ nó không ăn phân đâu, nó ăn cái gì nó trả lại cái đó. Nó sẽ trả lại một cái tầng hữu cơ sau một cái thời gian mà nó sẽ bị phân hủy. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện chúng ta làm, rất là mọi người đang thắc mắc cái chỗ này này. Cái chỗ này thực ra là mình cũng từ cái giai đoạn mình cũng làm giống, rồi cũng đi chăm sóc vườn rồi. Từ cái giai đoạn kiến thiết đến giai đoạn kinh doanh thì mình cũng trải qua ăn ngủ hết với nó rồi. Hôm nay là tới cái vườn này, nó thật sự là vườn này là chủ tịch cũng chịu chơi. Cái này là khi mà nói thật, khi mà anh đã trồng cái cây sầu riêng này lên ít nhất là anh cũng trồng cỡ 2 năm rồi. Thì bắt đầu anh mới cưa. Mà mỗi lần để cái cưa vô anh cưa là bắt đầu nó sót ruột phải không? Đó, thật sự là sót ruột. Cái này là em rất là hiểu. Mà cái này này quý vị anh chị các bạn, khi mà để trồng được mỗi cây sầu riêng lên 2 năm là ít nhất là nó còn cỡ 1.5 năm nữa là chúng ta sẽ bắt đầu thu trái bói. Mà có ai dám cầm cưa không? Con này là cũng mạnh dạn. Và khi chúng ta cũng đón đầu thì cái chúng ta đi theo một cái thị trường và xu thế, và cái nào ngon thì sẽ được chọn lọc và chắc lọc. Cái này là điều đương nhiên. Musa King rồi. Thì bây giờ nói về cái giá trị, thứ nhất là cái giá trị dinh dưỡng. Cái thứ hai chúng ta nói về giá trị kinh tế. Tất nhiên là các nhà đầu tư thì họ phải đi theo cái gì có một cái có gọi là có lợi nhuận và có cái lợi ích xã hội nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy này, đây cây 2 năm khi nó lên tới đây chúng ta đo này, 2, 4, 6. Thì hồi xưa là cái nó có một cái bo ghép ngay đây là cái giống cái giống Thái, nếu mà không lầm thì giống này giống Thái. Xong rồi lên cái khúc này giống Thái, thực ra là giống Thái nó vẫn có kinh tế. Thì mới nãy bạn Chính bạn nói là hiện giống Thái là trung bình là giá nó đang có là khoảng 50.000 đến 60.000 một ký thôi. Nhưng mà thực tế ra là đang giống vào cái mùa vụ này á, là hôm qua giờ ở dưới miền Tây là 150.000 một ký. Là chính xác là giống Thái. Giống Thái là 150.000 một ký. 150.000 một ký. 150.000 một ký nha mọi người nha. Đó là giống Thái. Tùy theo. Đó, cái thời điểm nó thẳng nó thật là quý vị, là thời điểm này là thời điểm đang nghịch vụ. Nhưng nó cũng tùy điểm, nhưng mà chúng ta đang xuất khẩu được chính ngạch. Nhưng mà trung bình là 50.000 thôi. Không, trung bình không, bây giờ 50.000 em có không có đâu. 50.000 là em ăn sầu riêng giạt, anh bảo đảm với em luôn. Phải 95.000 một ký là trung bình trở lên, cái đó là nó thật. Và bây giờ quay trở lại cái câu chuyện chúng ta đang nói về Musa King. Thì bây giờ là 2 năm rồi, tất nhiên là cái bộ rễ nó cực kỳ mạnh. Bây giờ là rễ nó ra ngoài kia, nó ăn dinh dưỡng, nó tìm, nó ăn hết rồi. Thì chúng ta sẽ gặp đây là cái phương pháp mà ở miền Tây là người ta gọi là ghép cải tạo. Cái từ đó là từ ghép cải tạo, nghĩa là chúng ta sẽ cải tạo lại nó, đưa vào. Đây là cái bầu là ảnh. Nếu mà cái này là mình không biết phương pháp của anh làm, nhưng mà nếu như bình thường á, ở dưới miền Tây á, hay là tụi mình đi làm á, là sẽ mua nguyên một cái cây sầu riêng Musa King luôn. Lấy một cái cây sầu riêng Musa King luôn, ngay chỗ này nó sẽ lên cưa. Cưa thì bắt buộc chỗ này nó phải lên đọt. Như như cái đọt này, chúng ta sẽ lựa một cái đọt nó già, nó cứng nhất, chúng ta sẽ ghép vào đây và ghép cái cây gốc Musa King đây. Cái gốc này á là nó sẽ là cái trụ để giữ hút dinh dưỡng tất cả mọi thứ. Rồi cái gốc này nữa, bắt đầu là ở dưới này là anh phát cái lỗ dưới này chắc cú luôn 100% luôn. Rồi cái rễ nó sẽ đâm xuống giữa. Là nó sẽ giữ được cái thân cây của chúng ta. Và đặc biệt là mọi người sẽ quan sát này, khi mọi người thấy cái lá nó to đó, chúng ta nhìn thấy cái cự đọt lá nó to thì dinh dưỡng nó sẽ tập hợp, nó đưa vào rất là to. Khi nào cái cây khi này
mọi người sẽ thấy này, lúc khi chúng ta ghép ở chỗ đây nó bị khuyết tàn, chỗ đây chẳng quan trọng, lên chỗ đây là bây giờ tàn nó sẽ ra. Và mấy anh trên này sẽ bắt đầu là qua cái mùa mưa này, tới cái mùa nắng sẽ bắt đầu đi tỉa tàn. Thì tàn nó sẽ tròn chúng ta. Đó, để nó đạt được năng suất. Cái thứ hai là cái lợi ích ở đây mọi người thấy này, cái này là gió bão hoặc không ngã được đâu. Nó thật sự là đã dựng vậy thoải mái, không có quật được ngã. Trừ mà bão thì bão dữ quá rồi, bão người còn bay, người nóc còn nhà còn bay, nói gì không mà bão nóc nhà thì nhiều khi bay được, bão mà bão nóc nhà kia thì bay được, còn bão mà bão thiên nhiên thì không ăn thua gì với chống chọi. Đó là cái khi mà chúng ta thấy này, cái mua skin là thực tế ra là bây giờ mình cũng nói thẳng luôn là hiện tại á là cũng rất là nhiều cái nhà thu mua đã tìm liên kết. Và mọi người cũng có thấy rằng chẳng hạn như trên kênh YouTube của mình, dưới kênh TikTok á, rất là nhiều nhà thu mua cũng họ liên hệ với mình. Có nghĩa là họ thẳng Diễn, mày có cái chỗ nào mày đi nhiều rồi á, mày biết chỗ nào thu mua mày có trồng á, mày chỉ tao thu mua. Tao cho mày ít tiền cà phê. Là điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ phá vỡ đi cái quan niệm đó là được mùa mất giá và được giá mất mùa. Lý do là sầu riêng nói chung và musaking nói riêng là một trong những cái thị trường mà rất là khát về lượng hàng, đúng không anh? Đúng rồi, rất khát và lượng hàng. Và với cái kênh mà như của anh Viễn á, thì các nhà thu mua là họ liên hệ để mà đặt lượng hàng. Họ nói rằng là có vườn nào mà có trái và cho năng suất thì là gì ạ? Báo cho họ để họ cho cái người đến để thu mua. Khi mà so sánh giữa sầu riêng với lại những cái giống cây khác, là tại sao mà những cái giống cây ví dụ như là chuối, thanh long, đúng không nào? Khi trồng ấy thì đến cái mùa thu hoạch thì lại bị mất giá. Thì anh Viễn có cái câu chuyện rất là hay, anh Viễn có thể nói cho mọi người biết rằng là cái giống cây sầu riêng á nó có khác biệt gì mà tại sao sầu riêng lại có cho được cái năng suất nó cao hơn ạ? Thì thông thường thì mọi người cũng sẽ đặt những cái câu hỏi là liệu rằng là có được mùa mất giá hay không, rồi liệu rằng là nó cũng là cái câu chuyện của thanh long như mà mọi khi phải giải cứu hay không. Thực tế là chúng ta có thể quan sát là chúng ta thấy cái bảng là có lô A, lô B, lô 1, lô 2. Thì cái 1 hectare chúng ta chỉ có 140 cây. Chẳng hạn như thanh long, như ổi, thứ nhất là nó ra trái quanh năm. Cái thứ hai là nó ngắn ngày, là nó dễ trồng. Nó thẳng luôn đó, là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khó ai là dành cho phần ai. Thì cái sầu riêng nó thật nói với bạn là đơn giản là nó có kinh tế như vậy. Nhưng mà sao không ai không trồng nó không phải đơn giản. Phải cần kỹ thuật, thế nên là ở đây mới có mấy anh chị ở đây là họ túc trực ngày cả đêm. Cái đó là cái điều đương nhiên, chứ không phải là trồng là mà mình nó cũng nói thực tế luôn. Là bây giờ là hỏi các bạn ở đây này mà đưa các bạn mà 10 kg thanh long thôi chứ một cái trái sầu riêng, bạn chọn cái nào? Không, cái đó là thực tế. Không thì nó mình đó là mình cũng không ai so sánh được, nhưng mà mình cảm nhận rằng là sầu riêng nó rất là nhiều dinh dưỡng và cái độ ngon cũng như là nó rất là nó có một cái sầu riêng gọi là gây nghiện đó. Cái là mình ăn là mình thấy mình sướng ăn hoài luôn. Chúng ta cũng bàn luận về cái sầu riêng Musaking, thực sự là nó là một cây kinh tế. Thực ra là chúng ta đang đứng ở địa hình này là bạn thấy chắc đất này. Để mới nãy mình đi qua thì bạn thấy chắc đất này. Cái chắc đất này nó rất là phù hợp và cây nó rất là dễ phát triển, rất là dễ phát triển và nó đâm, có nghĩa là cái rễ chúng ta nó ra là nó ăn liền luôn. Đất này nó rất là xốp. Rất là sốt bằng cái này. Nó mới nãy mình nói đùa kêu cái này mình lén lái dài bao về Sài Gòn mà trồng cây trên sân thượng, ok. Lý do mà bên Vimy Farm quyết định là xây một cái vùng trồng ở đây lên trên 1000 hect, bởi vì như mọi người đã biết đó là nếu như mà có được một cái địa thế về chất có thể gieo trồng nghịch vụ được thì cái trái lượng trái cây của chúng ta đó nó sẽ cho một cái giá trị về kinh tế nó sẽ cao hơn. Giới thiệu với mọi người á, là đây là bạn Chính, là một trong những kỹ sư chính ở khu vực vườn trồng của mình, luôn theo dõi và chăm sóc các em sầu riêng ở đây. Và cho chúng ta biết rằng là với sầu riêng Musaking ở đây á, là tại cái vườn trồng ở Phú Yên á, là chúng ta đã được năm vừa rồi là đã có trái cho em nhỉ? Musaking thì mình đã có trái, đã có trái để thưởng thức. Ra hoa thì sau Tết khoảng 9 tháng 2 và đến tháng 9, tháng 10 mình vào thu hoạch vụ chính. Và cái mùa mà ra cho trái ở đây á thì nếu như mà chúng ta muốn thưởng thức sầu riêng Musaking thì chúng tôi hoàn toàn welcome tất cả các anh chị nhà đầu tư, chúng ta có thể đến đây vào thời điểm đó là tháng 8 và tháng 10 thì chúng ta sẽ được thưởng thức tại vườn. Đúng không ạ? Bao nhiêu số anh chị ở đây chúng ta muốn thưởng thức tại vườn vườn Musaking ở đây đây ạ? Tất cả đúng không? Đấy, các chị giơ tay lên đi, giơ tay lên nào. Rồi. Ok, các anh chị nếu như mà
chúng ta ai cũng đi đầu tư bất động sản và chúng ta cũng có thể tạo ra được cái giá trị kinh tế và tạo ra được cái vùng trồng và tạo ra được những cái cây mà có thể cho được năng suất cao, thì tôi tin chắc rằng là đó cũng là một cái kênh đầu tư mà để cho tất cả các nhà đầu tư về bất động sản của chúng ta phải quan tâm, đúng không ạ? Và bây giờ tất cả chúng ta cùng đi tiếp ha, để chúng ta sẽ được tham quan và được các anh kỹ sư ở đây đã review rất là nhiều cái vườn. Và ngày hôm nay chúng tôi mời anh ấy đến đây để đánh giá cho mọi người biết được rằng là tại Phú Yên này có thể trồng được sầu riêng nói chung và musaking nói riêng hay không. Thì nãy anh đã chia sẻ cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Và một cái kỹ thuật ở tại vườn chúng tôi mới đó là, như anh đã chia sẻ đó là gì ạ? Chúng tôi trồng 3 gốc một thân và trồng cấy ghép để chúng ta có thể cho được một cái sản lượng tốt nhất về sầu riêng musaking.